đi qua nửa hành trình thì chúng ta đã có thể nhìn thấy lấp lánh huy. Các bạn có thể thấy là chỉ cần oanh bứt lên và đi qua nửa hành trình thì chúng ta đã có thể nhìn thấy lấp lánh huy chương vàng rồi. Oanh đã bỏ xa các đối thủ đến cả chục mét và khoảng cách đang ngày càng tăng. Chỉ đang một mình băng băng về đích. Quá tuyệt vời, quá ngoạn mục. Niềm tự hào của Điền Kinh Bắc Giang và Điền Kinh Việt Nam. Trước SEA Games thì Oanh được quốc tế bầu chọn là một trong 9 gương bảng đáng xem nhất. Một trong 9 ngôi sao đáng chờ đợi nhất ở kỳ SEA Games này. Vâng, như vậy chúng ta xem Oanh sẽ về nhất với thông số như thế nào. Thông số của chị ở SEA Games trước là 4 phút 14 giây 98. Lần này chị đã hơn rất nhiều. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Oanh, 4 phút 16 giây 85, tấm huy chương vàng thứ hai của cá nhân Nguyễn Thị Oanh. Quá đẳng cấp, quá thuyết phục.